Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cuộc họp báo của giải U17 châu Á 2025 vòng loại cũng đã được diễn ra. Huấn luyện viên Roland đã tuyên bố cực kỳ bất ngờ. Và kính thưa quý vị, lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam, chúng ta tiếp tục lại đối đầu với một đội tuyển Trung Quốc trong giải đấu giao hữu vào cuối tháng 10 này. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay. Rất hy vọng rằng trước khi đi đến phần thông tin chính, quý vị và các bạn hãy dành cho bóng đá STV một nút like nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại của giải U17 châu Á 2025 và chúng ta sẽ được thi đấu ở trên sân nhà. Trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 10, thì thuyền trưởng của đội tuyển U17 Việt Nam đó là ông Cristiano Ronaldo đã có cuộc họp báo và trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước khi khởi tranh trận đấu đầu tiên của vòng loại U17 châu Á 2025 thì ông Roland ông đã chia sẻ như thế này. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị với hai đợt tập huấn tại Trung Quốc và Nhật Bản. Đây không phải là bảng đấu dễ dàng, các thử thách luôn rất khó khăn. Chất lượng của các đội bóng không có quá nhiều sự khác biệt lớn, vì vậy mà đội tuyển U17 Việt Nam phải thể hiện tốt nhất có thể. Điều chúng tôi có thể cải thiện lớn nhất đó chính là sự đoàn kết để các em sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhau. Đây là bóng đá trẻ, con đường sẽ còn rất dài, cho nên tôi rất muốn người hâm mộ hãy tới cổ vũ dành cho đội tuyển và tôi tin rằng là đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có được một kết quả tốt nhất. Còn kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai vào lúc 19 giờ thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển đó là U17 Kyrgyzstan. Nói về đối thủ này thì vừa qua cũng trong cuộc họp báo, thuyền trưởng của đội bóng này đó là Igor Likitin thì có cho biết như thế này. Việt Nam là chủ nhà, có lợi thế lớn không chỉ điều kiện sân bãi, khán giả. Kyrgyzstan rất tôn trọng mọi đối thủ ở bảng đấu này, thế nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm để giành những kết quả tốt nhất. Trong khi đó thì thuyền trưởng của đội tuyển U17 Myanmar đó là ông Yaung Jau Mio có chia sẻ như thế này. Tôi ấn tượng với trận thắng 1-0 của tuyển U17 Việt Nam trước Nhật Bản tại PC Cup. Tôi đánh giá rất cao đội tuyển U17 Việt Nam và dành sự tôn trọng tuyệt đối dành cho họ. Còn với thuyền trưởng của đội tuyển U17 Yemen thì ông này có chia sẻ một điều rằng đó là cả 4 đội đều có một trình độ ngang nhau và có sự khác biệt là rất nhỏ. Kết quả sẽ được thể hiện ở trên sân. Và quan điểm của thuyền trưởng của đội tuyển U17 Yemen thì chúng tôi cũng đã nói rất nhiều. Có lẽ rằng chúng tôi cũng sẽ rất đồng quan điểm với cái ý kiến này. Bởi thực tế với đội tuyển U17 Việt Nam chúng ta có được một lợi thế đó là thi đấu ở trên sân nhà. Chúng ta sẽ có khán giả quen thuộc và chúng ta sẽ có nhiều người đến sân cổ vũ hơn. Đó là một lợi thế lớn dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Thế nhưng nếu xét như về trình độ chuyên môn thì tôi tin rằng là cả 4 đội bóng không có quá nhiều những sự chênh lệch về mặt đẳng cấp. Thế nên để nói rằng đội tuyển U17 Việt Nam có thể tiến đến vòng chung kết của giải U17 châu Á hay không thì chúng tôi cũng chưa thể dám nói trước. Bởi thực tế đấy, như đã nói rồi, đây là bảng đấu không hề dễ dàng hay có thể nói rằng rất khó dành cho đội tuyển U17 Việt Nam để chúng ta có thể dám chắc có thể đi tiếp hay không. Nhưng mà tôi tin rằng là hiện nay với đội tuyển U17 Việt Nam, chúng ta là đội bóng duy nhất của bóng đá Việt Nam ở tất cả các cấp độ đội tuyển còn thi đấu ở một giải châu Á. Cho nên rất hy vọng rằng là ông Roland sẽ cùng với các học trò của mình sẽ làm tốt nhiệm vụ và chúng ta sẽ có được tấm vé để tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2025. Quý vị và các bạn nhé. Còn xin nhắc lại với quý vị và các bạn một chút như thế, đó là thông tin về đội vòng loại của U17 châu Á 2025. Sẽ có 43 đội tham dự được chia thành 10 bảng, 7 đội có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. 10 đội đứng nhất và 5 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất thì sẽ cùng với đội chủ nhà đó là Ả Rập Xút góp mặt tại vòng chung kết. Đội tuyển U17 Việt Nam như được biết là chúng ta có một vai trò đó là chủ nhà của bảng Y. Trận đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10. Hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy cùng bớt chút thời gian để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên các sóng truyền hình, trên FPT Play cũng như là trên kênh VTV5 theo như những gì mà thông tin chúng tôi có nhận được quý vị và các bạn nhé. Còn thưa quý vị, một thông tin cũng rất đặc biệt liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam đó là chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có rất nhiều những sự thay đổi về mặt lực lượng trước thềm giải đấu giao hữu Tam Hùng tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Trong loạt trận FIFA Day ở tháng 10 năm 2024,
dành cho các đội bóng nữ thì đội tuyển Việt Nam đã nhận lời để tham dự một cái giải đấu được diễn ra tại Trung Quốc, cụ thể đó là ở Trùng Khánh. Giải đấu sẽ có 3 đội bóng tham dự, gồm có đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Uzbekistan. Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi mà Nguyễn Thị Tuyết Ngân bị chấn thương, buộc phải điều trị chấn thương. Vì vậy mà vừa qua thì ban huấn luyện của tuyển quốc gia Việt Nam đã gọi bổ sung một tiền đạo, đó là Vũ Thị Hoa. Chia sẻ trong vòng họp báo trước khi mà cái giải đấu trận đấu này diễn ra thì huấn luyện viên Mai Đức Chung có chia sẻ như thế này. Giải đấu diễn ra trong quá trình đội tuyển nữ Việt Nam đang thực hiện trẻ hóa. Vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt để cho những cầu thủ học hỏi từ các đối thủ và tích lũy kinh nghiệm trong tương lai. Với đối thủ đó là Uzbekistan thì chúng ta từng thua họ với tỷ số 0-1 tại vòng loại Olympic Paris. Tôi không quên trận đấu đó. Bóng đá nữ Uzbekistan đã tiến bộ, là đối thủ tranh chấp cho tấm vé tham dự World Cup với chúng ta. Đối thủ có hình cao to, sức mạnh và thể lực đều là rất tốt. Những trận đấu tới sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam cọ sát về mặt kinh nghiệm và cũng như là về kỹ thuật là rất nhiều. Thưa quý vị, tại giải đấu này thì đội tuyển nữ Uzbekistan cũng có một sự thay đổi rất đáng chú ý, đó là họ có sự thay đổi về vị trí một huấn luyện viên trưởng. Hiện nay thì đội tuyển nữ U17 Uzbekistan sẽ được làm việc với một huấn luyện viên, đó là ông Vladimir Parapov, một huấn luyện viên thay thế cho một nhà cầm quân người Nhật Bản, đó là ông Midori Honda. Mà thưa quý vị, đội tuyển nữ Việt Nam theo lịch thi đấu thì chúng ta sẽ đối đầu với tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 29 tháng 10. Còn trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Uzbekistan vào ngày 23 tháng 10, tức là ngày mai. Trận đấu giữa tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Uzbekistan sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 10. Còn trong chiều ngày hôm nay thì thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam, đó là ông Mai Đức Chung, cũng đã có một số những cuộc trao đổi trước giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Và ông cũng đã gửi những lời cảm ơn rất nhiều đến phía Liên đoàn bóng đá của Trung Quốc khi mà đã mời đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta tham dự, cũng như là việc lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã tạo rất nhiều những cơ hội để cho đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta có mặt tại đây để giao hữu với Trung Quốc cũng như là Uzbekistan. Có lẽ rằng mọi người thì cũng để ý rất là nhiều trong cái thời gian gần đây, đó là việc Trung Quốc cũng đã mời Việt Nam chúng ta tham dự khá nhiều những cái giải đấu, từ những cấp độ trẻ như là U16 cho đến U19, U23, thậm chí là đội tuyển quốc gia. Chúng ta đang có một cái hợp tác toàn diện với Trung Quốc, kể cả những đợt tập huấn này cho đến những trận đấu giao hữu. Vì vậy đây là một trong những điều mà tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời, bởi Trung Quốc thì họ cũng mời các đội bóng đến đây thì cũng là những đội bóng có những thứ hạng khá là tốt, những đội bóng có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy mà sẽ giúp ích cho rất nhiều các cấp độ đội tuyển Việt Nam của chúng ta, từ bóng đá nữ rồi cho đến bóng đá nam nữa. Còn kính thưa quý vị, nói về các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam hiện nay thì đội tuyển nữ Trung Quốc đang đứng thứ hạng, đó là 18 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, được xem là một trong những đội bóng hàng đầu tại châu Á hiện nay. Còn đội tuyển nữ Uzbekistan đứng thứ 48, nghĩa là kém đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta khoảng 11 bậc, bởi hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ hạng, đó là 37. Tuy nhiên thì theo HLV Mai Đức Chung thì đại diện đến từ Trung Á đã từng thắng Việt Nam rồi, cho nên đây là một đối thủ cũng rất là tiềm năng, cũng chưa biết nói trước điều gì. Vậy nên một trận đấu với Uzbekistan, bên cạnh đó một trận đấu với Trung Quốc, đó là một trong những cái điều rất tuyệt vời và bổ ích dành cho đội tuyển Việt Nam trong thời điểm bây giờ. Về lịch thi đấu cụ thể hơn nữa thì vào ngày 23 tháng 10 thì chúng ta sẽ thi đấu vào lúc 14:30, còn trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 29 tháng 10 thì trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 18:35 quý vị và các bạn nhé. Còn thưa quý vị và các bạn, về trận đấu của Việt Nam với những Trung Quốc, những giải đấu như thế này thì tôi nghĩ rằng là sẽ có sóng truyền hình để chúng tôi có thể là gửi đến quý vị và các bạn những thông tin trực tiếp liên quan đến trận đấu. Rất hy vọng rằng là sẽ có những luồng sóng trực tiếp để mọi người, quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và ủng hộ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, cho những chiến binh sao vàng, những bông hồng của bóng đá nữ Việt Nam quý vị và các bạn nhé. Còn quý vị và các bạn hãy dành cho chúng tôi một nút like ở cái video ngày hôm nay, cũng như hãy để lại cho chúng tôi một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành, luôn theo dõi và đã ủng hộ cho bóng đá STV rất nhiều trong thời gian vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.